Hello hello, xin chào bạn, chào mừng bạn trở lại với Johnny Suzuka Vlog. Hôm nay thì Johnny sẽ cùng các bạn đi chiêm ngưỡng và khám phá em Range Rover SV Autobiography đời 2021 với ngoại thất màu có lẽ là độc nhất tại Việt Nam với phiên bản 2021 các bạn nhé. Đây là chiếc Range Rover SV Autobiography phiên bản P400 dùng động cơ i6 3.0 lít và có ngoại thất màu Green Racing các bạn nhé. Nói tiếng Anh của nó là Special Prestige Green Racing. Tiên mình sẽ gọi nôm na nó là màu Green Racing. Đây các bạn nhìn này, cận cảnh cái màu Green Racing trên chiếc SV Autobiography. Đó, nhìn cực kỳ chất các bạn ạ. Ở phiên bản cũ thì Range Rover SV Autobiography cũng từng được nhập về cái ngoại thất màu này. Tuy nhiên còn với phiên bản mới thì đây là chiếc đầu tiên các bạn nhé. Đây là chiếc SV đời mới đầu tiên và dùng động cơ i6 3.0 lít đầu tiên được Sơn Tùng Auto số 2 Tôn Tất Tuyết Hà Nội đưa về các bạn nhé. Đây mình quay cận cảnh cho các bạn xem này. Cái ngoại thất màu cực kỳ đẹp này. Màu này mình nói thật ra nắng thì nó phê cực kỳ luôn. Hôm trước thì mình có quay cho các bạn chiếc Bentley Bentayga với ngoại thất màu Green Racing, còn hôm nay thì là chiếc Range Rover SV Autobiography màu Green Racing các bạn nhé. Cực kỳ đỉnh luôn. Mình chờ mãi thì hôm nay mới có cơ hội để quay chiếc SV Autobiography này. Đây các bạn nhìn này, đèn định vị LED thiết kế cực kỳ ấn tượng, đèn pha laser có tầm chiếu sáng hơn 500m, lưới tản nhiệt đặc trưng của phiên bản SV với những cái chi tiết đan sen các bạn này. Đó, chi tiết đan sen màu kim loại mạ chrome, bên ngoài thì là màu kim loại thường. Đó, logo Range Rover với thiết kế khác biệt so với những phiên bản khác. Phía dưới nắp capo là khối động cơ i6 3.0 lít các bạn nhá, 6 xi lanh thẳng hàng, tạo ra công suất tối đa là 400 PS khoảng 396 mã lực. Đó, 396 mã lực. Còn đây là phần ngang của xe các bạn này. Mình sẽ quay cho các bạn xem phần ngang của chiếc Range Rover SV Autobiography này các bạn nhé. Phiên bản trục cơ sở dài, chiều dài tổng thể là 5,2m. Các bạn nhìn này, nhìn rất ấn tượng các bạn nhỉ. Cái ngoại thất màu xanh này đẹp dã man luôn. Đây, trục cơ sở dài thì nó sẽ có chữ L tại cột A này, tại cái mang cá này các bạn nhé. Đây, cận cảnh cái màu xanh các bạn này. Qua cái video này thì nó khó nhìn thôi, nhưng mà các bạn phải nhìn thực tế. Cái màu xanh này nó gian nắng và thêm cái ánh kim nữa thì nó phải nói là cực kỳ xuất sắc luôn. Đây các bạn này, bộ mâm. Bộ mâm của chiếc SV Autobiography này vẫn là bộ mâm thiết kế độc quyền cho các phiên bản SV. Dùng mâm 22 inch lốp 275/40 ở phía trước và nhá, cùng phanh màu đen có chữ Range Rover và đĩa phanh ở bên trong cũng khá lớn. Đây các bạn nhìn này, hệ thống treo này, quả hệ thống treo này thì các bạn đi cứ yên tâm là êm như ngồi trên thảm bay lướt đi trên mặt đường luôn các bạn ạ. Chiếc này cũng có ngoại thất hai màu nhá. Phần trên được sơn màu đen này các bạn này. Nắp capo thì cũng có màu xanh giống như tổng thể của màu ngoại thất. Mình sẽ ngó qua phần đuôi. Ngó qua phần đuôi của xe sau đó vào bên trong khám phá nội thất. Nội thất của chiếc SV Autobiography này nó cũng khác biệt so với những chiếc SV đã từng được đưa về trước đó. Một chút nữa thì mình sẽ bật mí cho các bạn xem. Đây là cái phần cụm đèn hậu này các bạn này. Thiết kế dạng 3D và nhìn thấy là thấy sang trọng và đẳng cấp rồi. Nó khác biệt với những cái mẫu xe bình dân rồi các bạn ạ. Nhìn nó đẳng cấp rồi. Chữ Range Rover phía sau này cũng có được làm sần ở cái bề mặt bên ngoài và cái viền ốp kim loại mạ chrome các bạn nhé. Nhìn trông nó sang trọng nhau. Dòng chữ SV Autobiography gắn ở bên này này. Đó, các bạn thì quan sát này, có một cái trailer để các bạn gắn theo cái thuyền hoặc là cái nhà, các bạn sẽ kéo theo ở phía sau các bạn nhé. Đây, tổng thể cái phần đuôi chéo góc này, các bạn thấy quan sát được cái ngoại thất màu xanh Green Racing nó đặc biệt như nào. Gian nắng thì nó có ánh kim và nó có một chút đổi màu các bạn ạ, đổi sắc này các bạn này. Đây, nhìn từ góc này các bạn thấy này, đẹp nhỉ. Phần trên màu đen và phần dưới màu xanh. Đó, đẳng cấp. Một của mẫu SUV hàng đầu đến từ Anh Quốc, chiều dài 5,2m các bạn nhé. Đây, bây giờ thì mình sẽ vào bên trong không gian nội thất của xe để các bạn quan sát và chiêm ngưỡng này. Đầu tiên là không gian dành cho ông chủ này. Wow, các bạn ơi. Chiếc này bọc da màu nâu. Bọc da màu nâu này, ngay cả cái vị trí này cũng được làm đục lỗ này. Và ốp gỗ piano màu đen với các cái đường line chạy ngang quen thuộc trên những cái dòng i6 3.0 các bạn nhé. Dòng P400 của SV Autobiography ấy. Ở phía sau các bạn này, hai cái ghế ngồi phía sau cũng được chỉnh điện đa hướng này. Nhớ hai vị trí này, có vị trí ghế ông chủ này. Các bạn nhìn này, chất lượng cực kỳ luôn nhá. Đây là cái hàng ghế sau mà nó được chỉnh rất rất nhiều những cái tính năng như thế này rồi. Hệ thống loa thì vẫn là Meridian cao cấp. Cái hàng phím ở trên này cũng có thiết kế quen thuộc rồi, nó giống với các chiếc SV khác. Ở phía sau thì tất nhiên cũng có rèm che nắng chỉnh điện. Đó, rèm che nắng chỉnh điện dành cho ông chủ ngồi sau các bạn nhé. Thấy cái là lên luôn. Đây là cái không gian tổng thể của người ngồi ở hàng ghế thứ hai dành cho ông chủ các bạn này. Đó,
phải nói là nó đẳng cấp cực kỳ luôn. Ghế ngồi bọc da màu nâu và chiếc này thì được đan xen các chi tiết hoa văn này. Đó, ngoại thất màu green racing, thế nên nội thất bên trong nó cũng được đan xen theo phong cách racing. Bạn nhìn đục lỗ thông hơi này, có massage 4 ghế luôn các bạn nhé. Massage 4 ghế này, hàng ghế sau này có đệm bắp đùi này. Bề mặt êm này các bạn này, bề mặt êm phải nói là cực kỳ xịn luôn ấy. Và thiết kế to bản, có thể điều chỉnh được cái đệm bắp đùi đây các bạn nhé. Các bạn nên nâng lên, gạt lên thì nó sẽ nâng lên. Đó, đó, nó đã thu vào gọn vào rồi các bạn này. Và khi mà mình hạ cái này xuống nữa ấy, thì chúng ta sẽ có một cái vị trí để chân, để chân ở trên này các bạn này. Đó, ở vị trí bên trong này thì chúng ta có một cái ngăn để đồ. Đó, các bạn có thể để giày vào đây nhá. Khi lên xe các bạn bỏ giày ra, các bạn cho vào đây. Đó, bạn đi chân đất hoặc là đi tất thì các bạn sẽ gác lên đây, hoặc là các bạn để cả giày gác lên đây được một cách thoải mái luôn. Với những ông chủ mà ngồi phía sau thì chúng ta sẽ được trang bị rất nhiều những tiện nghi cao cấp. Đó, và với ông chủ ấy, như những chiếc Rolls Royce các bạn, các bạn không phải với tay ra và kéo để đóng cửa vào các bạn nhé. Không phải với tay ra để kéo đóng cửa vào, mà vị trí này các bạn có nút đóng mở cửa từ vị trí bên trong như Rolls Royce luôn. Các bạn sẽ ấn cái nút này và cửa sẽ đóng lại rất nhẹ nhàng luôn. Cả hai bên cửa nhé, cả hai bên cửa sau các bạn đều có thể dùng cái tính năng này được. Đó, mình giảm cái lượng gió cho đỡ ồn. Và đây là không gian dành cho ông chủ ngồi sau. Đó, vẫn có những cái trang bị quen thuộc của những chiếc SV khác. Hai cái màn hình cỡ lớn đặt tại tựa lưng hàng ghế trước, các bạn thể điều chỉnh được rất nhiều thứ. Media, seat, navigator, outside. Đó, rất nhiều thứ các bạn có thể điều chỉnh được đây nhá. Và vị trí này thì mình có bàn làm việc với bề mặt ốp gỗ này, phủ bóng này, làm từ kim loại, các bạn nhìn thấy nó chắc chắn chưa. Ở đây có cổng sạc USB dạng 5V và với khay để cốc hoặc các bạn để chai nước ở đây. Hai bên đều như nhau các bạn nhé. Đây, ghế phụ, cái ghế bên phía sau ghế lái các bạn này. Bạn nhìn thiết kế đẹp không? Đây là cái tựa đầu này, làm chất lượng dã man luôn cái tựa đầu đấy. Và cũng được đục lỗ thông hơi, tích hợp massage các bạn này. Và những cái đường chỉ may nhìn rất ấn tượng. Có cái đệm tựa lưng này các bạn, đệm tựa lưng để đây nhé các bạn nhé. Phía dưới này thì chúng ta có gì nào? Ở đây thì có tủ lạnh. Tất nhiên với một chiếc SV thì không thể thiếu tủ lạnh rồi. Mở ra thì các bạn ấn cái nút ở phía dưới này này, nó có một cái nút đóng và một nút mở các bạn nhé. Đấy, mình vừa ấn nút mở ra thì đó, đây là cái không gian tủ lạnh ở phía sau. Các bạn không dùng đến thì các bạn sẽ đóng vào, ấn nút thì nó sẽ chạy lên. Bề mặt ngoài ốp gỗ và phía trên này thì bọc da, da màu nâu, nhìn nó sang trọng các bạn nhờ. Cửa sổ trời toàn cảnh các bạn nhé, cửa sổ trời toàn cảnh với một cái không gian rất là thoáng đãng cho người ngồi phía sau. Còn khi các bạn cần riêng tư thì các bạn thể đóng nó vào cho nó kín. Phía dưới này thì sẽ có một khay để cốc khác này. Phía dưới này các bạn sẽ có gì? Đây là vị trí để các bạn lấy mở cái bàn ra hoặc là cất cái bàn vào các bạn nhé. Đây, ví dụ mình sẽ cất cái bàn phía trước mặt mình đây. Đầu tiên mình sẽ cho vào này, hạ nó xuống này, sau đó ấn giữ cái nút này, cái bề mặt này nó mở ra nhé. Đó, cái bề mặt này mở ra này, khi các bạn bỏ tay ra cái thì nó sẽ dừng lại này. Các bạn ấn tiếp thì nó sẽ đi xuống này. Đó, sau đó cái bề mặt này nó sẽ đóng lại. Để mình giới thiệu qua cái cụm này xong rồi mình sẽ hướng dẫn các bạn cách nâng cái bàn lên nhé. Ở đây có cụm điều hòa, hệ thống điều hòa tự động hai vùng độc lập ở phía sau, điều chỉnh lượng gió và hướng gió này. Bề mặt ốp gỗ piano cũng có những cái đường vân rất đẹp và có những cái đường line chạy thẳng xuống. Đồng hồ Zenith quen thuộc trên những chiếc Range Rover SV các bạn nhé. Và hai cái cửa gió này. Vị trí này thì chúng ta có ngăn để đồ. Chúng ta sẽ có hai cổng sạc USB, cổng HDMI, hai bên đều có luôn. Và một cái ngăn để đồ với các chi tiết bọc nhung và lông rất đẹp các bạn ạ. Không dùng đến, các bạn ấn nút thì nó sẽ đóng vào. Đó là những cái tính năng ở đây. Bây giờ thì mình sẽ giới thiệu các bạn cách để lấy cái màn hình, lấy cái bàn làm việc lên các bạn nhé. Đây, các bạn sẽ ấn cái nút này. Lên thì các bạn chỉ cần ấn một nút thôi thì nó sẽ lên. Đó, ấn một nút thôi thì cái bàn nó sẽ nhô lên. Tuy nhiên nó sẽ chỉ nhô lên và dừng lại ở cái mức này thôi. Đó, nó sẽ dừng lại ở cái mức này thôi. Các bạn cần đấy, các bạn sẽ ấn vào cái khóa, mở khóa này. Sau đó các bạn đẩy nó lên, gập nó ra và các bạn kéo ra này. Đó, các bạn sẽ có một cái bàn làm việc hoặc là các bạn sẽ để đồ ăn ở đây sử dụng khi các bạn di chuyển nhé. Đó là cái không gian hàng ghế thứ hai trên chiếc Range Rover SV Autobiography với ngoại thất màu green racing và nội thất bên trong cũng rất ấn tượng. Còn bây giờ thì mình sẽ lên ngó một chút cái không gian khoang cabin ở phía trên xem nó có cái gì đặc biệt không các bạn nhé. Mở thì các bạn vẫn mở cơ bình thường,
Và bây giờ thì đây, các bạn sẽ mình sẽ lên vị trí ghế lái đi, lên vị trí ghế lái để khám phá cho nó đầy đủ nhất. Đây, vị trí ghế lái các bạn nhé. Màu quá đẹp luôn. Ghế lái này, bọc da này, ốp gỗ này, nhớ 3 vị trí, chỉnh điện đa hướng, loa Meridian, màng loa siêu to khổng lồ. Ở đây thì nó có một cái dòng chữ SV Autobiography, tuy nhiên xe mới chưa bóc tem luôn. Ghế ngồi này các bạn này, nhìn cái da màu nâu này, nhìn nó cũng sang trọng và nó quý tộc kiểu gì ý. Đây là ngồi ghế, đây là ghế trước các bạn nhé, ghế lái, ghế phụ phía trước này. Đó, hai cái tựa lưng hai bên nhô cao này, cái này cũng được làm nhô lên này. Có tựa đầu êm này. Đó, bây giờ mình sẽ bước lên trên. Có bậc lên xuống thì các bạn mở cửa ra thì nó sẽ nhô ra. Mình sẽ bước lên đó và bước lên xe một cách dễ dàng. Đây là không gian, toàn bộ không gian khoang cabin. Về cơ bản thì nó vẫn không khác so với những chiếc SV khác, cho nên mình giới thiệu nhanh thôi. Đây, mình thấy cái điểm khác biệt của chiếc SV này so với chiếc SV khác ở đây này. Lẫy chuyển số thể thao phía sau vô lăng nó có màu đỏ các bạn nhé. Phong cách racing, đó, green racing mà. Phong cách racing, đó, lẫy chuyển số thể thao màu đỏ này. Ốp gỗ piano màu đen này. Bọc da này, vô lăng 4 chấu quen thuộc của Range Rover. Màn hình điện tử hoàn toàn phía sau vô lăng, hiển thị được rất nhiều kiểu khác nhau. Các bạn có thể thay đổi kiểu hiển thị được cái này bằng cách cài đặt, bằng cách thay đổi ở trên cái cụm cài đặt này. Ở bên này cũng thế này, Set Cruiser Control ở bên đây các bạn này, Adaptive Cruiser Control luôn các bạn nhé. Có HUD hiển thị trên kính lái kìa. Qua cái GoPro thì mình sẽ không quay được nó rõ lắm. Đây các bạn nhìn thấy nó có đèn sáng sáng đó. Ở đây chúng ta có hai cái màn hình cảm ứng hơn 10 inch. Đó, một cái ở trên này và một cái ở dưới này. Điều hòa tự động hai vùng độc lập phía trước. Khởi động bằng nút bấm này. Núm xoay chuyển chế độ lái PRND này. Trên thế hệ hoàn toàn mới của Range Rover thì cái núm xoay này đã chuyển thành cần số rồi. Đây chúng ta có dòng chữ SV Autobiography. Đây là núm xoay chuyển chế độ vận hành trên các điều kiện khác nhau này. Tắt chống trơn trượt này. Phanh tay điện tử này. Bề mặt ốp gỗ này. Các bạn mở ra thì chúng ta sẽ có một cái khay để cốc này. Chìa khóa của chiếc SV này. Một cái này là cái gì? Các bạn có thể bật mí cho mình cái này là cái gì không? Mình chưa nghiên cứu về cái này. Đó, các bạn không dùng đến, các bạn sẽ đóng vào. Phía dưới này thì chúng ta có hai lớp nhá. Đó, ở đây có cổng sạc USB và khe cắm SD này. Khe cắm micro SIM. Đó, micro SIM. Ngoài ra các bạn nhấc cái này lên thì chúng ta sẽ có một cái ngăn mát ở đây, các bạn để nước hoặc là để các cái đồ dùng cần làm mát ở đây nhá. Đó, không dùng đến các bạn bỏ xuống thì chúng ta sẽ có một cái bệ thịt tay. Đó là những gì mình muốn giới thiệu với bạn về chiếc Range Rover SV Autobiography với ngoại thất màu xanh Green Racing đang được trưng bày tại showroom Sơn Tùng Auto số 2 Tôn Thất Thiết Hà Nội các bạn nhé. Anh em nào quan tâm hoặc là yêu thích chiếc này thì có thể ghé thăm và chiêm ngưỡng em nó. Nghe nói thì chiếc này là đặt về theo đơn đặt hàng của một vị khách rất yêu thích nước Anh và thích SV Autobiography. Còn bây giờ thì mình sẽ kết thúc cái video đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn nhé.